Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì tôi cùng với mọi người vào thực hiện một bữa ăn rất là đơn giản thôi, gồm có là món cá chẽm sốt cà và canh xà lách son nấu với lại thịt bằm. Thì mọi người khi mà chúng ta đi chợ thì chúng ta mua cá chẽm ở ngoài thì chúng ta cũng nhờ người ta làm sạch sẽ đánh vậy thì chúng ta rửa sạch đi. Sau đó thì để ráo nước để đó chúng ta chiên thì nó không bị gian dầu. Thì thành phần gồm có cá chẽm nè, cà chua, đây là cà chua bắc này. Cà chua bắc thì có nhiều bột hơn thì cái nước sốt chúng ta sẽ sạch hơn. Cà chua thì nhiều người thì có thể là bằm nhuyễn hoặc là xay gì đó, nhưng mà theo tôi thì tôi xắt muối cao vậy để khi sốt thì nó có cái vỏ nó sẽ ngon hơn. Hành lá này vậy để chúng ta làm xong chúng ta rắc cho nó thơm. Đây xà lách son, xà lách son thì mọi người nên lưu ý là chúng ta mua cái loại xà lách son nhỏ, chúng ta coi là xà lách son xoắn á, ăn nó sẽ thơm và nó ngon hơn. Đây là thịt bằm. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện bữa ăn ngày hôm nay nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt chảo lên bếp cho nóng, xong chúng ta bỏ dầu vô nha, bỏ dầu cho nó sôi lên. Chúng ta chiên cá sơ qua để cho cá nó, cái thịt cá nó săn và nó sốt cà thì cái miếng cá nó không có bị nát. Chúng ta bỏ cá đi nha. Mọi người nhớ lật các mặt của cá chiên cho nó đều nha, nó đều để săn mấy cá nó ngon hơn. Đó, lật đều các mặt thôi. Ngon chưa? Rất là ngon luôn. Rồi cá bây giờ sau khi chiên xong chúng ta bỏ đó. Đó, mọi người thấy không, chiên sơ rồi, không cần phải chiên kỹ quá, nó vàng cắt đều các mặt là được rồi, cho cá nó săn. Chúng ta bỏ ra xong chúng ta lấy cái dầu mà chúng ta chiên cá này nè, chúng ta sốt cà chua nó cho nó thơm. Nếu điều kiện là cái dầu của mọi người là không bị khét thì chúng ta thay dầu mới. Đó, cá sau khi chiên sơ xong rất là vàng và thơm. Bây giờ tôi sẽ bỏ cà chua vô. Đảo đều đi, người đảo đều cà chua đi, tới khi nào mà nó chín rục ra luôn. Lúc đó thì mọi người sẽ thấy là cái bột cà chua ra nhiều nhưng mà cái vỏ cà chua vẫn còn nha. Rồi, chúng ta đảo cà chua tới khi mà cái bột cà chua nó ra mà cái miếng cà chua nó gần gần rục rồi thì chúng ta cho thêm nước ha, cho thêm nước vô, thêm nước xong chúng ta nêm nếm đây thì có đường, muối, bột ngọt, nước mắm, thì nói chung là cái định lượng thì tùy khẩu vị ăn của từng người, từng gia đình thôi, pha cho bao nhiêu thì cho.
Còn nước mắm thì mọi người nên nhớ là chúng ta nên cho sau khi chúng ta gần ăn thì chúng ta hãy cho nhé. Nước mắm cho trước nó sẽ bị chua. Đây, cho nước vô. Rồi sau khi nước nó sôi thì chúng ta bắt đầu nêm nếm cho muối này. Muối. Đó. Đường nè. Hạt nêm nè. Còn bột ngọt cho nước mắm thì mọi người nên cho như cái lúc mà chúng ta gần nhất ra đó, để cho thứ nhất là để cái nước mắm nó khỏi bị chua. Rồi bây giờ thì tôi sẽ cho cá vô nha mọi người. Đây. Do cái chảo nó bự á, cái nước nó không ngập được cá thì trong quá trình làm chúng ta nên chở cá thường xuyên. Lâu lâu chúng ta lật lên để cho cá nó thấm đều. Đó mọi người thấy không, nếu mà chúng ta không chiên cá trước thì khi lật này thì sẽ miếng cá dễ bị nát lắm. Rất ngon, tôi cảm nhận thấy mùi thơm từ cái sốt cà này rồi đấy. Bữa ăn rất đơn giản thôi nhưng mà cũng đầy đủ dinh dưỡng cho chúng ta, thì đàn ông chúng ta nên chịu khó vào bếp thì sẽ giúp đỡ cho chị em phụ nữ bớt những sự nhọc nhằn. Và bây giờ thì chúng ta cùng thưởng thức, và hy vọng mọi người sẽ like, share và subscribe kênh của tôi nhé.